này thì hóa đá này, hóa đá này. Ui đây cái gì đấy? Bật đi con mẹ, mẹ đi, yên lành cái lô, yên lành cái lô, yên lành cái lô, thì lấy cắp lô. Rồi. Rồi này. Nào tổ sư mày. Bao xong. Ủa Dũng vừa thôi. Thằng Đạt nó ném đây. Mẹ. Để vừa vào đã đem bạn rồi. Nói chuyện với nó đi. Nói cái gì đi. Thôi khổ. Đạp vào đây. Tiến ơi. Ở cái trò này có mỗi em là lịch sự à? Ôi rồi thì đi vào cái gì mà ghê vào thế. Anh vào trước đi. Đi vào thôi. Đi sao không ai vào. Vào đi. Không ném được, ở bên ngoài thì không ném được. Hello, ừ, xin chào tất cả anh em nhá. Không ném được đâu, khổ quá, đây đây, ném được đâu đâu. Nhìn có vẻ kinh lắm. Sao được? Có ném được đéo đâu. Ném sao được? Vào đi. Không ném được thì vào đi. Tao bị trôn rồi, tao ghét, tao không muốn vào trước. Cái team như cất. Vào đi, mà K1 chơi với cả K1 chơi với cả anh em rồi, K2 chơi với được dựa thôi. Không vào thì làm sao mà nói chuyện với con kia. Thực Dũng đầu tê vào đi. Gì đây? Có đạp. Tiến ơi, sao Tiến lại nằm vậy sóng xoài thế này hả em? Thôi đi làm nhiệm vụ đi, tao lệ chúng mày đây. Thì nói chuyện với con bé đi, đéo gì, tao bị đếm 2 lần thì sao? Đấy, con mẹ. Làm gì hả Dũng? Sợ làm sóng xoài này. Tôi hy sinh để cho coi như là team nó làm việc nó được. Thôi rồi. Anh em đang bảo là gì nhờ? Tiến rất mày bỏ Mỹ Linh rồi, bây giờ mày có dàn harem rồi. Mỹ Linh á? À đâu, Mỹ Linh vẫn ở trong dàn harem, yên tâm. Gấp hôm bỏ nào rồi. Dạy lại giỏi. Tao nhường mày đấy. Làm gì mà. Thôi, tao chỉ có em Linh Zuto thôi. Có thích tao không? Chỉ cần em Linh Zuto thôi, tao cần gì cái em kia. Linh Zuto rồi, tao mà nghĩ là của mày. Tuổi gì? Ủa? Kìa Dũng anh xuống ơi, xa xa xa. Bao, đánh con kia đi. Đéo nữa. Uầy. Mày láo này. Con này nó kinh lắm. Thôi để em chia tiếp cho. Thôi luôn đi. Em chia chẳng có gì ném nổ cả. Chém nó đi. Tiến khỏe thế mày ra mày tự đánh cái thằng mày đi. Ôi giời ơi. Con mày chạy là giật sách ạ. Vôi Đạt. Đạt này. Đạt này. Đạt này. Ok. Thật sự của thằng sau chém. Đạt chết lại. Ok. Mày láo này. Mày láo này. Thấy chưa. Xịt mẹ. Chó đạn. Ôi chó, thằng bất dịch. Đá một bố mày. Đá một bố mày. Đá vào đi. Thôi, chém làm gì, đá vào đi. Thôi. Tiến sóc, ơ kìa, trông. Không được, khó lắm. Thì tránh mẹ ra. Đéo được cái việc đéo gì. Đấy. Khó. Đéo thể hiểu nổi. Vãi. Vào đây, vào đây. Vào đây đi. Đây, mẹ đang vào đây. Bố chạy ở đằm đó. Quên mẹ đi. Vào đây ơ, đấy, vào đây, vào đây. Nhìn xuống chạy rồi, xuống chạy rồi. Làm đéo dài. Cái đồ làm trời luôn á. Ôi kìa. Nghe giọng hát của cháu đó đấy kìa. Ôi đánh. Tao vì nó đang động đực đấy. Đang động đực đấy. Được cả. Mày chết. Du tật đập 123 vẻ. Yêu. Láo mày trẻ. Mày con mẹ. Bố chết mẹ rồi.
tôi mau đi. Tần Nhuận thì dũng. Con này buồn cười quá. Cái mẹ mày kinh lắm. Giờ đến lượt anh rồi đấy anh Tiến ạ. Ờ chết mẹ mày đi. Ờ nó chết chưa? Chết mẹ nó còn đâu. Ôi đi vào. Ôi vãi. Con chó. Con chó. Chạy. Chạy à. Mẹ tổ sư. Cười đi con. Hay là mình cứ lùi lại nhỉ? Phút này bố láo à. Đạt ra cho mày đi. Mày đi đâu? Con chó Đạt sẽ là thành viên tiếp theo phải chết. Tiến. Tiến đứt chó Đạt. Không biết là không kịp tăng skill đâu. Ờ. Ở ra. Đi vào. Mẹ điếu ai vào chơi bật bựa điếu chịu được. Vào đi. Con chó tiến lên chấp bố đi vào đâu rồi. Ra đây. Ra chạy ông mắt. Sao nó đánh mình nhảy rồi mà nó vẫn đánh chúng mình nhỉ? Đạt đang làm trò gì? Rồi, hay lắm. Ấy gì thôi, anh không phản ứng à? Ổ sư mày bắn đi không bắn. Thì bắn nó này nó chết rồi còn đéo nữa. Đang chém nó mày bắn vào làm gì? Tao tưởng là mày không chém được nó. Ôi đi. Ôi coi cái gì đấy? Đấy là có ba vẩn làm sao anh em đang vào y để tìm súng. Mày phải mở năm cái được cái mày phải mở năm cái Đạt là bị chó đéo ở đây. Đạt điên mẹ luôn. Sao nó cứ nhìn em này. Nhìn cái lột. Thằng Đạt nhá, con dog Đạt nhá, cầm ngay kênh văn hóa thú vật. Ôi ôi. Anh Tiến ơi. Cứ chạy nhanh thế. Chạy ra để mà đóng cái ống nước này lại chú nhỏ ơi. Ôi em hoảng rồi. Tiến ơi sao mày để đồng loại của mày nó thế này. Chơi thì đéo nào được. Anh... Ông già đâu rồi? Già đứng sau kìa. Thằng già rất là rất vô vẩn. Ôi ta chết cha. Chết cả ông dẫn đường rồi. Ơ kìa. Ngô mù. Ờ, vai lìn. Nhìn. Cháu xin lỗi ông. Mà thấy mày được thích sự nhiều. Ông già nhìn trông bay khổ nếu chịu được. Bảo vệ đi. Bảo vệ ông già đi. Tao đang đến đây. Thì đánh gì đâu, đánh cứ xùa cái lồn như thằng già này. Sao không đi. Đó là một thằng ở trong game của... Dù nó có ở trong game thì nó cũng là cái vật bậc trưởng lão nha Đạt nhá. Nó là một người cao tuổi. Đạt ạ. Là thằng già. Là bố già đấy Đạt ạ. Ơ nhầm. Ơ kìa. Không đi được. Nó sao nó đánh ông già luôn. Ơ kìa ông già. Bảo thằng già tránh ra. Thằng mày đấy. Tao vừa phi gậy đi, tao lấy đồ. Thằng này nó chả có tốc độ lồn gì. Ông già chết mày. Ông già lại chết. Mẹ. Mày đừng có được cái viên một chỗ bố ạ. À. Con nhờ. Đứng ở đây một chỗ thôi ngồi xuống được. Đừng có chạy lại qua làm bạn của con. Rồi không đi. Đi lại. Tát ngay một Tiến. Tiến là mày ra sợ, mày ra dặn thằng lão già đi. Tiến bảo đứng ở đây chỗ, sao ra bảo đây là mình. Chạy đi.
tổ sư chứ. Tiền. Ok ok. Tiến kìa, nhanh. Quay luôn. Mẹ mất dạy với lìn đòi đớp rượu mới được cho mở cửa. Đường cắt đường tăng đến nước đến nước Phật rồi còn phải mẹ hối lộ thì mới qua được. Ôi cái gì đấy? Cái gì đây? Mẹ nó chứ. Được lắm. Ờ nhưng mà em đang cả ba thằng đều nằm mà. Thế đéo nào? Thế nào như nào? Cả ba thằng đều nằm mà thì đéo thằng nào ném ấy? Đéo là ném. Vong à? Nổ phát ba thằng đều nằm là sẽ đặt làm trò gì đấy? Đi vào đi, đi làm cái gì đây? Đi đi. Đi còn mày. Làm trò gì chứ? Nhìn cái dáng của nó tao thấy cái này con ném nổ được cứt đi. Mẹ điên. Open this puppy up. À, có mẹ. Thế là nhanh thôi. Ủa con đó, nhanh lắm. Đi đi. Holy shit. Ô má, mẹ tao là so để beat mày ném bây giờ. Em không ném. Mày không ném, mấy thằng kéo ném. Ông giúp bắn. Em lại bạn ấy tiến rồi. Ôi. Cháu lắm nhanh vãi loạn. Mày tổ sư. Mày anh em mẹ vứt vãi luôn. Đạt. Ờ. Cái số phận cái thằng khốn nạn như mày là như vậy thôi Đạt ạ. Sao đéo nổ chết người trước nhỉ? Thế thôi anh em ạ, hôm nay chuyện đây thôi. Nghỉ thôi, thằng Đạt làm gì đấy? Mẹ ngắm bên roi thì điên à? Ok. Đây ta cho mày xem hành động nó sẽ như thế nào. Đây là như này này. Có cái bàn để sửa vũ khí nhỉ? Đấy. Ngồi xuống nữa, đấy. Anh thử ngồi xuống xong nắm lên đấy xong tao xem nào. Ngồi xuống. Đi 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 đi. 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 Tiến vào xem này. Nắm lên rồi. À, xuống đi đâu.